Số Việt Radio xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh video Shop Việt Radio. Ở góc phải video này có một nút đăng ký màu đỏ, xin mời quý vị và các bạn ấn vào nút đăng ký màu đỏ sau đó ấn vào chuông là quý vị và các bạn đã đồng hành cũng như ủng hộ shop bằng cách đăng ký kênh và sẽ nhận được những video những clip mới nhất em hạnh gửi tới quý vị và các bạn. Và video ngày hôm nay Việt Trèo Radio hân gửi tới quý vị và các bạn một sản phẩm báo tích hợp đến từ thương hiệu Acupay Acufay E470 Acufay E470 là một trong những âm đi chạy máy class AB Cao cấp tốc đầu của hãng Acufay từ Nhật Bản Và Acufay E470 ngày hôm nay cập bến về trèo Với tình trạng là nguyên hộp xốp Tuy nhiên đây lại là một sản phẩm à, Một cái câu chuyện à, chia sẻ cùng anh em vào dịp cuối năm cũng như mức giá của chiếc âm ly này thì vô cùng tốt để giao lưu trải nghiệm với anh em. Chiếc âm này hiện có mức giá trên thị trường hàng bãi nguyên bản về từ Nhật Bản và đầy đủ phụ kiện thùng xốp và máy móc như thế này thường sẽ có mức giá đỉnh trên 100 triệu đồng. Tuy nhiên uh, chiếc âm ly ngày hôm nay chỉ có mức giá em xin gửi tới quý vị và các bạn là 96 triệu đồng. Một mức giá rất tốt cho chiếc âm ly Accuphase à, E470 Vậy lý do vì sao Em nó lại có mức giá tốt như vậy à, Đây em sẽ chia sẻ cùng Quý vị và bạn Một sản phẩm tuyển chọn về từ Nhật Bản Tuyệt đẹp Nếu nhìn như thế này Quý vị và bạn sẽ Không thể quan sát thấy điểm trừ của em nó Tất cả đều rất là đẹp Rất là cáu cạnh Từ hình thức bên ngoài thùng xốp Cũng đang còn rất là mới Cũng như bề mặt của máy tuyệt đẹp với mặt phay nguyên khối màu vàng chanh này à, tất cả núm nút tất cả tính năng hoạt động hoàn hảo máy móc đẹp xuất sắc để quý vị và bạn chơi và trải nghiệm luôn phía sau cũng cực kỳ mới gần như chưa sử dụng tất cả nắp đậy giờ xe hay nắp đậy của đường ba lăng cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp tất cả ốc sáng choang và cực mới cực đẹp Chiếc Ami này thì sử dụng nguồn điện 100V và công suất tiêu thụ Như nhà sản xuất thông báo sẽ là 420W Và sản phẩm đương nhiên được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản rồi à, Nếu mà quý vị và bạn đặt vào trong kệ như thế này Thì sẽ đảm bảo không nhận thấy điểm trừ của chiếc Ami này Tuy nhiên à, cũng do chủ quan và do hình thức của chiếc Ami quá đẹp Nên em đã không để ý được một chi tiết rất là nhỏ ở đây quý vị và bạn em xin phép quan à, sát cùng em lại gần hơn thì nó sẽ có một cái điểm rất nhỏ ở đây mà camera thậm chí quay lại gần cũng chưa bắt được vì nó là một vết rất là nhỏ gợn lây ti quý vị và bạn phải khi zoom lên thì mới quan sát thấy ở đây nó có một cái vết chảy rất là nhỏ và à, gần như là nếu những người uh, thị lực uh, ảnh hưởng thì phải đeo kính hoặc xoay đèn flash chúng ta mới có thể quan sát thấy còn lại tất cả thì đều có cạnh zin nguyên bản tuyệt đẹp luôn cực kỳ mới đó nếu chúng ta chỉ cần nhìn xa ra khoảng 20cm thì không thể nhìn thấy điểm trừ đây luôn và nó nằm ở phía cạnh trên của mặt âm ly còn bề mặt âm ly thì cáo cạnh không một điểm trừ, không một vết gợn dù là nhỏ nhất. Tuy nhiên, chúng ta sẽ tiết kiệm được nhiều triệu đồng. Và nếu như bình thường, quý vị và bạn sẽ tiết kiệm được khoảng đâu đó 10 triệu đồng, hơn 10 triệu đồng cho một vết rất là nhỏ như thế này. Nếu anh em chơi vào những cái bộ kệ audio như thế này và sử dụng thì gần như sẽ không quan sát thấy cái vết xước rất là nhỏ như thế này. Tuy nhiên, nguyên tắc của em là hàng sao thì em sẽ giao lưu cùng quý vị và bạn như vậy và đôi khi thì lợi nhuận nó cũng rất là quan trọng đối với kinh doanh nhưng phục vụ và giao lưu cùng quý vị và các bạn luôn là cái tiêu chí em ưu tiên cùng nhau đồng hành và cùng nhau phát triển và có sao thì em sẽ chia sẻ thực tế tới quý vị và bạn để quý vị và bạn nắm rõ cũng như là hài lòng với cái sản phẩm mà em cung cấp cũng như gửi tới quý vị và các bạn trải nghiệm và những chiếc âm ly như thế này em vẫn hỗ trợ bảo hành dài hạn và vẫn uh, có chế độ nâng cấp cũng như nhập lại khi quý vị và bạn không còn nhu cầu sử dụng những sản phẩm như thế này vì vậy quý vị và các bạn yên tâm sẽ sử dụng với mức giá hợp lý nhất phù hợp nhất cho sản phẩm mà quý vị và bạn giao lưu và trải nghiệm cùng em à, sản phẩm này thì em vẫn bảo hành là chuẩn hàng về từ Nhật Bản chưa hề sử dụng tại thị trường Việt Nam và mức giá em xin giao lưu với quý vị và bạn sẽ là 96 triệu đồng cho chiếc Omni AQV E470 nguyên hộp xốp tại Việt Trà Điều. Và em xin dừng video tại đây và xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.